Hôm nay sáng thứ hai, ngày 28 tháng 12 năm 2020, đi chăn dê, bày dê đó. Không có cỏ, bởi vì người ta đã cày bừa xả lúa rồi. Lùa con dê, sợ nó vô cái đám dừa, sợ nó vô đám dừa. Dê không có bãi chăn nữa. Hôm nay người ta cày, người ta cày xả lúa đám dừa, không có bài, không có bài cỏ nè. Dê đang thiếu cỏ, bây giờ phải chịu khó chăn tìm cái bờ trống, cái bờ mà nó mọc cỏ. Người về, về nhà thì cho ăn cám, ăn cỏ, cỏ voi, cái cắt cỏ. Ban ngày thì đi thả, đi chăn. Không có thả tự do mà phải đi chăn trong chừng cho nó ăn cây mì người ta nè, cây lúa người ta nè. Vui lắm, chăn dê vui lắm, chăn dê vui. Bây giờ tới mùa người ta xả lúa, nhà nhà đều đến ruộng cày sấy rồi bừa cho nó phẳng rồi xả lúa. Xả xong 3 ngày phun thuốc. Bây giờ dân bận rộn lắm. Mình thì bận chăn dê. Chăn dê chịu khó ăn chưa? Thấy vui lắm, ham ăn lắm. Chăn dê nó ăn đủ thứ cỏ luôn đó. Xem gần nhé. Mà trời rất là đẹp, nắng nhẹ. Mấy hôm thì gió, trời âm u. Hôm nay con bò cột ở nhà cho nó ăn rơm, cho nó ăn cỏ rơm, không có đi chăn. Đây mình cho các bạn xem công việc thường ngày của mình nhé. Mình ngoài làm đồng ruộng thì mình đi chăn dê. Bầy dê của mình đó. Vui lắm, chăn dê vui lắm. Nhiều khi cũng cực, nó đi rong, đi khắp nơi. Nó không có ở yên mà ăn một chỗ, mà phải chạy theo nó, chạy theo hoài. Cho nên cứ vận động miết thôi cho tới chiều. Hôm nay mình làm video tới đây thôi nhé các bạn. Mình xin dừng lại tại đây. Đây mọi người, đây các bạn.